Xin kính chào những người dân lương thiện vẫn đang học trên trang Cô Nguyệt mỗi ngày. Có thể thấy đến thời điểm bây giờ mà các bạn vẫn ở trên trang cô, vẫn học hỏi, vẫn lắng nghe, vẫn yêu quý cô Nguyệt, khiến cho trái tim cô cảm thấy hạnh phúc và cảm động vô cùng. Chúng ta thời gian vừa qua đã đang trả lời những đáp án rất khó của cuộc đời. Những đáp án khó thì không phải ai cũng sẽ trả lời đúng. Những đáp án khó cuộc đường đời này sẽ dành cho người thiện tâm, có trái tim lương thiện ấm áp, biết quay đầu là bờ, chứ không dành cho những người sống hơn thua, ganh ghét, đố kỵ và muốn dìm người khác xuống. Hiện nay chúng ta đang gặp cơn bão vô cùng lớn, có sức tàn phá rất nguy hiểm, đó là bão Iagi. Cô Nguyệt quan sát bão, cảm nhận bằng con tim và nhìn nhận bằng ngoại cảm. Hôm nay lên video chia sẻ tới các bạn về hiện tượng thiên tai, lũ lụt, bão, hạn hán, sóng thần và rất nhiều thiên tai khác. Với cách nhìn nhận của các nhà khoa học thì bằng sự nghiên cứu, nhìn nhận bằng mắt thật, và có những cái khoa học không thể chứng minh được bởi khoa học vẫn đi sau tâm linh. Tâm linh là một cái huyền bí sâu xa mà không phải ai cũng nhìn nhận được. Chính vì thế mà nhiều người trần gian này luôn có cái nhìn nhận sai về tâm linh, khiến cho nhiều người khác lấy tâm linh ra để trục lợi, để kinh doanh kiếm tiền. Với con mắt nhìn nhận về tâm linh mà thấy thì cô khẳng định rằng thiên tai ở dưới trần gian này không bao giờ tránh khỏi, chỉ là bớt đi, chứ không thể nào mà các bạn làm lễ cầu xin rồi thiên tai sẽ nhanh hết hay sẽ nhẹ nhàng hơn với các bạn được. Thiên tai sẽ đến nhiều, những nơi nào thì đó là sự cảnh báo, sự thức tỉnh về tâm hồn con người mà mấy ai nhận ra. Con người cứ nhìn nhận đơn giản rằng chỉ là hiện tượng thời tiết và mình không may gặp phải, nhưng đâu phải ai cũng nhìn nhận sâu xa, thức tỉnh rằng thiên tai là do chính con người tạo ra, là những hồi chuông cảnh tỉnh rằng con người cần phải quay về chính mình, biết yêu thương nhau hơn, biết tạo nhiều phước lành thì sẽ bớt thiên tai. Có mấy ai nhìn nhận sâu xa hay chỉ van xin, xin trời rằng thiên tai mau hết đi, chỉ biết xin xỏ lợi ích cho cá nhân, cho gia đình, chứ nào ai nghĩ sâu xa cho cả một cộng đồng, một xã hội lớn đâu. Vì sao lại có thiên tai? Là vì tâm tính tham lam, hận thù, ghen ghét người, hại người, bịa đặt vu oan cho người ngày càng nhiều hơn, khiến cho trời đất nổi giận, các vị chư thiên đang giáng những hồi chuông cảnh tỉnh, thức tỉnh xem người trần gian này có biết sợ hãi mà quay đầu hướng thiện không? Các bạn không thấy trên mạng xã hội sao? Ai? Vị thầy nào
là người bị tấn công nhiều nhất hiện nay, bị chửi rủa cay nghiệt nhất hiện nay. Vị thầy nào mà cứ ai lên tiếng, nói ra những sự thật, nói ra lời khuyên chân thành thì lại bị những người làm video và kéo theo đó là đám đông bình luận lấy mặt người đó lên, dìm người đó cho bằng được. Đơn giản như cô Nguyệt đây, nào là bịa đặt là vợ là bồ của ngài Thượng Tọa Thích Chân Quang, nào là bịa đặt bé Phương Trinh có con với ngài. Ôi tội lỗi thay, mỗi lần xem video mà cảm thấy sợ hãi thay cho những người đó, những người đang tìm cách bịa đặt, vu khống ngài mỗi ngày. Đó là bài toán khó của cuộc đời đấy. Người dại, người ngu sẽ theo đám đông kia đưa bằng chứng giả, đọc bình luận chửi rủa, rồi a dua hùa theo, cũng chửi, cũng like, cũng chia sẻ để những điều ác kia lan tràn rộng hơn. Vậy thì sao mà trời đất không nổi giận được? Các bạn lại đổ lỗi rằng do ai đó phản bác thầy tu mà các bạn đang thi nhau tung hô sao? Ồ lầm to. Các bạn không thấy rằng các bạn ghê gớm đáng sợ đến mức nào sao? Cứ ai bảo vệ ngài Thượng Tọa Thích Chân Quang là các bạn hận thù ghét cay ghét đắng người đó, dù cho những video của người đó tốt đẹp đến nhường nào thì các bạn vẫn vào chửi mà. Cũng bởi hơn thua, ghét người ta, ghen tị khi thấy người ta tài giỏi đẹp hơn mình mà thôi. Có bao giờ các bạn đi xin, đi khẩn cầu các vị chư thiên rằng xin các vị luôn nhắc lỗi con biết con sai rồi, con sai nhiều lắm. Hay các bạn chỉ biết xin xỏ cho bản thân, cho gia đình bởi tâm tính ích kỷ mà thôi. Cũng như đi chùa, đi đền, đi lễ, đa số con người lòng tham lam ích kỷ, toàn xin may mắn bình an, lộc nọ lộc kia, làm ăn phát đạt, gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Chứ có mấy ai xin các vị thánh nhắc nhở lỗi con, biết ăn năn sám hối chứ các vị không? Hay chỉ biết xin xỏ lợi ích thôi, chứ có mấy ai biết xin các vị nhắc nhở lỗi của con, dẫn dắt con biết tu tâm dưỡng tính để con đi đúng chánh đạo chưa? Thế gian này rất ít người như vậy. Xã hội hiện nay con người tạo khẩu nghiệp quá nhiều, chính vì thế sự hận thù ngày càng lên cao, mà càng hận thù bao nhiêu thì thiên tai, bão lũ lụt, động đất, sóng thần sẽ ngày càng nhiều hơn nữa. Và tệ hơn là chiến tranh. Khi trái đất này có chiến tranh và nhiều hơn nữa thì trái đất sẽ chìm đắm trong khổ đau, địa ngục trần gian. Vậy nên cô Nguyệt khuyên các bạn nên quay đầu hướng thiện sớm đi. Đừng sống ích kỷ nhỏ nhen nữa, đừng thích tạo nghiệp mỗi ngày nữa. Càng tạo nghiệp thì không những hại các bạn mà hại cả đời con, đời cháu và rất nhiều đời sau nữa đấy. Dù người ta có làm sai đi chăng nữa, các bạn không có quyền chửi người ta, bởi vì chính các bạn cũng là người đầy lỗi sai mà. Này những người hay đi chửi rủa, phê phán người khác,
hãy nhìn xem lại bản thân. Các bạn vô cùng nhiều lỗi đấy. Người ngoan, người khôn, người hiểu đạo sẽ không bao giờ like những bài viết chửi rủa dìm người khác đâu. Những lượt like, lượt bình luận ủng hộ là đang tự tạo nghiệp xấu. Nếu sau này có xảy ra khổ đau, hãy nhớ rằng khi xưa mình đã a-dua ủng hộ những điều sai trái trên mạng nha. Đừng coi thường những hành động sai nhỏ, bởi chính nó sẽ tạo nên nghiệp quả vô cùng đắng cay về sau đấy. Hãy cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình, dù là không chửi rủa mà nói đều thôi thì cũng sẽ đọa. Khi các bạn nói đều đúng một vị thánh, những vị ở cõi trời xuống trần gian này, nên nhớ các bạn đừng tỏ vẻ mình thông minh khôn hơn ai. Cái các bạn đang nhìn thấy tận mắt, đang nghe, đó là bằng chứng giả đấy. Ví như các bạn đang nhìn thấy, đang nghe tận mắt Ngài Thích Chân Quang nói, các bạn cảm thấy khó chịu, và những tận mắt các bạn thấy là hình ảnh ghét, sự xuyên tạc mà các bạn cũng tin sao? Thật hài hước và đáng thương thay cho các bạn. Các bạn không bằng những đứa trẻ con. Các bạn sống làm sao mà người ta bịa đặt gì, nói gì cũng tin vậy? Hãy ngẫm lại xem mình đã đủ khôn và trưởng thành chưa? Hay là nghĩ đơn giản, cứ nhìn thấy, cứ nghe thì đấy là sự thật? Ồ, bài toán đường đời này không bao giờ dễ dàng cho những người như các bạn đâu. Các bạn suy nghĩ thật nông cạn khi thấy rất nhiều trang mạng thi nhau xúc phạm Ngài Thích Chân Quang thì lại nghĩ rằng đó là đúng. Các bạn thật đáng thương và thật tội lỗi. Cô Nguyệt mong rằng sẽ có nhiều người quay đầu hướng thiện. Hãy xin sám hối ăn năn thật nhiều thì trời cao sẽ thương, sẽ cho bớt thiên tai. Đừng xin bình an mau tay qua nạn khỏi, trong khi lại tạo một đống lỗi sai, trong khi người dân ngoài kia có mấy ai biết quay đầu hướng thiện, có mấy ai cẩn trọng cái khẩu nghiệp của mình. Hay cứ lướt mạng thấy đám đông chửi một ai đấy là hùa theo. Chính vì những hành động sai trái quá nhiều và trầm trọng khiến cho các vị chư thiên nổi giận linh đình, đã giáng xuống những trận cảnh báo, đó là thiên tai đấy. Vậy nên mong các bạn nếu có xin, xin cho bản thân và kêu thay lạy đỡ cho gia đình và xã hội rằng con xin ăn năn sám hối, con sẽ cố gắng tu tâm dưỡng tính mỗi ngày. Con xin các vị nhắc nhở lỗi con để con biết con sai chỗ nào. Con xin cố gắng mỗi ngày học đạo, nghe giảng đạo lý, không ghét người ta, không hận thù, ganh tị, đố kỵ hơn thua, không nói những câu hỗn hào bậy bạ, không a-dua những điều sai trái trên mạng và vô cùng nhiều lỗi sai trái khác. Con đã và đang, sắp tới sẽ là. Con xin sám hối và sẽ một lòng cố gắng quay đầu hướng thiện. Đó là những lời xin
mà các bạn nên làm nhiều hơn là những lời xin cho lợi ích bản thân và gia đình đấy. Nhớ rằng, việc sám hối mỗi ngày, việc nhìn lỗi mình từng giây từng phút, khởi tâm biết ra mình đang sai chỗ nào, tâm khởi ý sai là phải dập tắt ngọn lửa sai trái đó thì mới gọi là tu. Nhớ cố gắng đừng tạo khẩu nghiệp lớn nữa, đó là chửi rủa một bậc thánh như ngài Thượng Tọa Thích Chân Quang.